Cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất, những cảnh báo thiên tai nóng nhất gửi tới quý vị. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn, dự báo Bắc Bộ những ngày sắp tới có khả năng nắng nóng diện rộng. Thời tiết khu vực Hà Nội ít mây, nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Dự báo từ hôm nay đến đầu tháng 4, nhiệt độ tại các khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng dần, nhiệt độ ở Hà Nội có thể chạm ngưỡng 36 độ C. Những khu vực lân cận và các tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ có nơi trên gần 30 độ C. Theo các chuyên gia, không khí lạnh đang yếu dần, chủ yếu xảy ra về đêm, sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ ở khu vực phía Bắc, mưa phùn có thể xảy ra nhưng không kéo dài. Miền Bắc cũng đang trong thời điểm giao mùa, trạng thái giữa nóng và lạnh, nắng và mưa thay đổi liên tục có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân. Các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ trong khoảng từ 25 đến 32 độ. Khu vực Trung Trung Bộ từ Đà Nẵng, Bình Thuận kéo đến Tây Nguyên, tuy mưa rải rác nhưng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 34 độ C. Cũng theo cơ quan khí tượng, Nam Bộ đang trải qua tháng nắng nóng cao điểm, dự báo kéo dài sang tháng 4. Hôm nay, các khu vực như Phước Long, Bình Phước, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Dầu Một, Bình Dương trong ngưỡng 36 độ C, độ ẩm tương đối lúc 13 giờ phổ biến 40-45%. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Chiều tối và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 34 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi ngày nắng. Riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi ngày nắng. Có nơi nắng nóng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m.
Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 m. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 m. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, tuy nhiên đến trưa trời nắng, tăng nhiệt mạnh, nhiều nơi đến 30 độ C. Đáng chú ý, thời tiết tại thủ đô Hà Nội từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 có nhiều thay đổi. Từ ngày 28 đến ngày 29 tháng 3, Hà Nội vẫn duy trì tình trạng trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt thấp nhất trong ngày 21 đến 23 độ C, cao nhất 26 đến 29 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 30 tháng 3, Hà Nội chuyển nắng nóng, nhiệt độ tăng mạnh. Sang đến đầu tháng 4, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô có lúc lên tới 36 độ C. Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 4 đến tháng 6, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng đã xảy ra sớm. Trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Trong khi đó, nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Từ tháng 7 đến tháng 9 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Theo phản ánh của người dân, ngày 23 tháng 3 tại khu vực bãi tắm thị trấn Thiên Cầm và khu vực biển xã Cẩm Nhượng có chiều dài khoảng 2,7 km, xuất hiện hiện tượng nước biển có váng màu nâu đỏ. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường phối hợp Phòng Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cùng Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Thiên Cầm và xã Cẩm Nhượng tiến hành lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân. Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, nước biển đã không còn màu nâu đỏ. Ngư dân đã ra khơi đánh bắt bình thường, không có hiện tượng hải sản chết. Ngày 27 tháng 3, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo nhanh kết quả kiểm tra hiện tượng nước biển xuất hiện vệt váng màu nâu đỏ tại khu vực biển xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên. Kết quả quan trắc mẫu nước ở khu vực biển Thiên Cầm, đoạn giáp ranh giữa xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm cho thấy, các thông số đều có giá trị nằm trong ngưỡng giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển đối với mục đích bảo vệ môi trường sống dưới nước và mục đích bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển. Cơ quan chuyên môn cũng cho biết về váng nước màu nâu đỏ ở biển Thiên Cầm. Qua theo dõi các năm, hiện tượng này thường xuất hiện ở các vùng biển, nhất là khu vực eo biển, gần cửa sông, cảng biển. Và đây là hiện tượng tảo nở hoa, còn gọi là thủy triều đỏ, do bùng phát tảo Noctiluca styrantilin ở mật độ cao. Người dân địa phương thường gọi hiện tượng này là mé nước. Hiện tượng này xuất hiện tháng 3, tháng 4 dương lịch sau đợt rét, đến khi thời tiết ấm, có ánh nắng và tự biến mất do tảo lụi tàn.